Xin chào các anh chị, lại là Hảo đây. Và hôm nay Hảo sẽ dẫn các anh chị đến, đó là cái cổng khu công nghiệp. Cổng khu công nghiệp khá là đẹp và lớn, kinh khủng luôn. Và công nhân, lượng công nhân đi ra về rất là đông. Và bây giờ là Hảo đang đi trên con đường, đó chính là con đường DT782. Bên tay phải của Hảo là cà phê Mộc An, các bạn đều thấy đấy. Còn đây là khu công nghiệp. Đây là cái cổng khu công nghiệp thật là lớn và công nhân đang ra về. Đấy, lượng công nhân ra ở đây rất là đông. Và Hảo cũng được biết là tại khu công nghiệp Phú Đông là hơn 40.000 người đang làm và sinh sống và làm việc tại đây. Cái hướng mà các bạn đang thấy là công nhân đang chạy bên tay trái á, là cái hướng về trung tâm huyện Bộ Đồn. Còn cái hướng mà ở bên tay phải mình đang thấy á, là cái hướng về thị xã Trảng Bàng và Củ Chi nhá. Đây là một lúc mà mình thấy á, là thật sự là mát mẻ và rất là trong lành. Những hàng xe đang chạy khá là nhanh và chậm rãi và đi một cái luồng nào đó, đi về trên một cái con đường thật là đẹp và phẳng. Thì bây giờ mình sẽ chạy đến, đó chính là ngã tư nông trường. Và đây là ngã tư nông trường. Ở đây có những tiện ích rất là nhiều như ít hoa xanh, điện máy xanh, thế giới di động và FPT shop và cây xăng, trường học, rất là nhiều tiện ích tại đây. Ngã tư nông trường còn được gọi đó, đó chính là cổng phụ của khu công nghiệp Phước Đông. Cổng này rất là bự và sau này được quy hoạch đường rất là rộng ra, mỗi bên tầm khoảng 10 đến 15 mét. Ok, và bây giờ Hảo sẽ dẫn các anh chị đến một khu đất cách khu công nghiệp đô thị Phước Đông khoảng 1,5 km. Và đây chính là con đường Phước Thành Phước Đông. Các bạn sẽ chạy thẳng vào trong khu đất khoảng 1 km thì sẽ thấy một cái đường rẽ phải khoảng 300 mét nữa thì các bạn sẽ tới đất. Ở trước mặt mình thì có một cái xe công nhân nên là mình không thể vượt qua mặt nó. Hai bên đường các bạn sẽ thấy rất là nhiều nhà cửa và đường này sau này sẽ nâng cấp lên mỗi bên đó là 5 đến 10 mét. Đường này sẽ chạy thẳng qua trung tâm huyện Gò Dầu khoảng 3 đến 4 phút. A few moments later. Thứ ngã ba mình sẽ rẽ phải và mình chạy khoảng 200-300 mét nữa. Giờ thì mình cứ chạy thẳng một xíu nữa thì sẽ tới đất. Đường này là đường nhựa 8 mét nha mọi người. Ở trong đây thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều nhà cửa hai bên ven đường và một xíu nữa các bạn sẽ thấy rất là nhiều nhà và gần miếng đất của mình. Ở đây có khá nhiều hộ dân nha. Và cái miếng đất của mình á là nằm kế bên quán cà phê và kế bên một cái nhà văn hóa. Đây các bạn sẽ thấy liền nha. Bây giờ mình sẽ quay sơ cho các bạn cùng xem. Đây, khu đất của mình diện tích là 5x35, tổng diện tích hết á là 175 m2. Ở cạnh một cái quán cà phê, một cái nhà văn hóa. Đường thì là đường 8 mét. Thì ở đây khu Phước Thạnh 1 của mình á, sẽ có 6 nền. Và cái nền đầu tiên là có người mua rồi, là một cái người sở hữu rồi nha. Và chúc mừng các anh chị đó đã sở hữu một cái lô đất của mình. Đây là những hộ dân ở cạnh khu đất của mình và họ ở đây rất là lâu rồi. Đây là miếng đất có thể sau này là xây nhà trọ, tại vì khu đất rất là đẹp. Và đây là đất của mình với diện tích là ngang 5, dài 35, khổ cư 25 m, với tổng diện tích là 175 m và giá là 520 triệu. Nếu như anh chị có nhu cầu mua đất này với giá là 520 triệu, hãy liên hệ cho bên em với số điện thoại ở trên màn hình. Hiện tại là bên em đã có sổ hồng của các lô của khu Phước Thạnh 1 này rồi. Hãy bấm số và gọi ngay để được xem đất và công chứng trong ngày. Nếu anh chị thấy hay và thú vị thì hãy để lại một like và một cái subscribe hoặc bình luận ở bên dưới số điện thoại để em có thể liên hệ cho anh chị và dẫn anh chị đi xem đất và hẹn anh chị một ngày nào đó. Và hẹn gặp lại các anh chị những video sau. Tạm biệt.